Hết hồn. Hello, xin chào mọi người. Bữa nay mình đang chuẩn bị trả phòng nè, chuẩn bị đi ra khám phá nhà thờ Thánh Peter ở nhà thờ trung tâm của thành phố Cologne, và sau đó sẽ đi tham quan cây cầu nổi tiếng ở đây. Thì cái vị trí hôm mình ở khách sạn này mọi người, khách sạn này rất là tiện nha. Mình có đi khoảng chừng 10 bước chân là ra tới chợ trời ngày hôm qua tối qua mình đi á, phía sau lưng mình chính là nhà thờ luôn. Vị trí rất là tốt, khách sạn cũng ok đó mọi người. Bây giờ mình cùng đi khám phá nha. Mọi người ơi, hôm qua mình đi ngang qua chỗ này á, mình thấy có tiệm kem Ý. Nhưng mà hôm nay mới có cơ hội đi ăn kem. Mùa đông thì ăn kem hợp lý nè. Bữa nay á trời lạnh lắm, hôm qua là khoảng 5 độ, nhưng mà bữa nay mình nghĩ chắc phải 0 độ. Nhìn hấp dẫn quá nè. Có mua một phần kem, cái vị xoài với lại vị cherry. Mình thử coi thế nào ha. Vị xoài này ngon quá. Mùi xoài thơm lắm. Ủa là mà đi đâu mà thấy có cái kem gelato của Ý là mình rất là muốn ăn, tại vì nó ngon mà nó không có bị béo và bị ngọt nhiều đâu, ngọt ít thôi. Mùi trái cây thơm nồng đã. Mọi người đang đứng trước nhà thờ Thánh Tòa ở Cologne mọi người. Nhà thờ Thánh Peter mà hiện tại giờ thấy thì người xếp hàng khoảng chừng chắc phải vài trăm người mọi người, nên là chắc là mình cũng phải tranh thủ vô trong sớm thôi. Cái cầu này được xây dựng bằng bê tông ở dưới, đúc bê tông ở dưới và ở trên là thép, này dạng kiểu vòm đó mọi người. Cái chiều dài của cái cầu này khoảng chừng 409 m, tức là khoảng 1342 feet, và chiều rộng của cái cầu là khoảng chừng hơn 26 m đó mọi người. Cái cầu này được bắt đầu xây dựng vào năm 1907 và được hoàn thành vào năm 1911. Sau khi đã phá bỏ cái cầu cũ thì cái cầu này đã từng bị sập vào ngày 6 tháng 3 năm 1945 vào Thế chiến thứ hai mọi người. Cây cầu này hoạt động như là một trong những cây cầu đường sắt quan trọng nhất ở Đức trong Thế chiến thứ hai, là từ năm 1939 tới năm 1945. Ngay cả các cuộc không kích hàng ngày cũng không thể gây ảnh hưởng nặng nề đến cho nó. Vào ngày 6 tháng 3 năm 1945 thì các kỹ sư quân sự của Đức đã phá hủy cái cầu này, tại vì là các quân đội đồng minh bắt đầu đổ bộ vào tấn công thành phố Cologne. Sau khi quân đội Đức đầu hàng vào ngày 8 tháng 5 năm 1945 thì ban đầu sau thời điểm đó thì cây cầu này chỉ được sử dụng tạm bợ, nhưng mà sau đó thì việc xây dựng lại đã được bắt đầu một cách nghiêm túc. Vào năm 1948 thì những người đi bộ thì đã được phép sử dụng lại cây cầu này, và vào năm 1959 thì việc xây dựng lại cây cầu đã được hoàn thành. Trong những năm 1980 thì cây cầu được cải tạo lại với hai đường ray mới. Một phần của cái cây cầu thì được bảo tồn cùng với lại các đá cuội và đường ray xe điện. Phần còn lại thì được tháo bỏ và chuyển đổi thành công năng thành cho người đi bộ và người đi xe đạp.
tại giờ mình đang ở phía trong nhà thờ đó mọi người. Thì nhà thờ Cologne này là một nhà thờ Công giáo, hay còn được gọi là nhà thờ Chánh tòa Thánh Peter. Thì nhà thờ này là một kiến trúc nổi tiếng của Công giáo Đức và về các kiến trúc Gothic. Nhà thờ này được xây dựng vào khoảng năm 1248, nhưng mà kéo dài khoảng chừng hơn 600 năm mới xong đó mọi người, được hoàn thành vào năm 1880. Với độ cao khoảng chừng 157m, là khoảng chừng 515 feet, thì nhà thờ này được công nhận là nhà thờ có hai cột tháp lớn cao nhất thế giới và lớn thứ hai ở châu Âu sau nhà thờ Munster, và là nhà thờ lớn thứ ba ở trên thế giới. Bây giờ mình cùng đi tìm hiểu phía trong nhà thờ đi, và cũng nếu mà mình phải xếp hàng lâu ấy, thì mình nghĩ là mình cũng muốn đi lên trên tháp, trên đỉnh tháp nha. Mời mọi người cùng tham quan với mình nha. Nhà thờ là một kiến trúc nổi bật của thành phố Cologne bên sông Rhine. Viên đá đầu tiên của nhà thờ được đặt vào ngày lễ Đức Mẹ lên trời, ngày 15 tháng 8 năm 1248. Ngày nay, nhà thờ là công trình kiến trúc cao thứ hai của Cologne, chỉ sau cột tháp viễn thông. Các ô cửa kính màu hết sức ấn tượng và đẹp mắt, được mô tả lần lượt theo các điển tích trong Kinh Thánh. Vào năm 1996, UNESCO đã công nhận nhà thờ Cologne là di sản thế giới. Các nhà xây dựng thờ Trung Cổ đã lên kế hoạch cho một công trình kiến trúc vĩ đại để cất giữ đền thờ của ba vị vua, phù hợp với vai trò của nó như một nơi thờ phụng hoàng đế La Mã thành thánh. Mặc dù đã bị bỏ dở trong suốt thời kỳ Trung Cổ, nhưng nhà thờ Cologne cuối cùng đã được hoàn thành và trở thành một kiệt tác có giá trị. Việc xây dựng nhà thờ Cologne bắt đầu vào năm 1248, nhưng bị tạm dừng trong những năm 1560. Công trình không được khởi động lại cho đến những năm 1840. Nhà thờ được hoàn thành vào ngày 14 tháng 8 năm 1880, 632 năm sau khi bắt đầu xây dựng. Việc hoàn thành nhà thờ được tổ chức như một sự kiện quốc gia, có sự tham dự của hoàng đế William đệ nhất. Nhà thờ đã hứng chịu 14 lần trúng bom từ trên không trong Thế chiến thứ hai, bị hư hại nặng. Nó vẫn đứng vững trong một thành phố hoàn toàn bị san phẳng. Các ngọn tháp đôi là mốc dẫn đường, dễ dàng nhận biết cho các cuộc ném bom của máy bay đồng minh. Vào ngày 6 tháng 3 năm 1945, một khu vực phía tây của nhà thờ là địa điểm giao tranh dữ dội giữa xe tăng Mỹ thuộc sư đoàn thiết giáp số 3 và một chiếc Panzerhaus của Đức. Ngày nay, đoạn phim ghi lại trận chiến đó vẫn còn. Thank you.
Đền thờ ba vị vua được cho là có chứa xương của ba vua trong kinh thánh. Ngôi đền là một cổ quan tài lớn được mạ vàng, được đặt ở phía trên và phía sau bàn thờ lớn. Nơi đây có lăng mộ của 12 vị tổng giám mục, được cải táng từ năm 976 đến năm 1612, được chôn cất trong các hầm ngầm của Vương cung Thánh đường. Cây thánh giá Jero có từ thế kỷ thứ 10 là cây thánh giá lớn cổ nhất được biết đến, được chạm khắc bằng gỗ sồi, sơn và mạ vàng một phần. Nhà mình vừa mới mua vé lên nè, 5 đồng cho một người nha, cùng với lại phải cho họ coi cái đã tiêm chủng và cái giấy cá nhân của mình nữa. Giờ mình đi lên trên nha. Cái này tổng cộng là có 533 bậc nha. Ở dưới thì lớn nhưng mà khi nào mình đi lên trên á thì nó nhỏ dần nhỏ dần. Nhưng mà cũng không đến nỗi khó đi lắm đâu mọi người. Nó bằng đá nó cũng chắc lắm. Thank you. Đây nó bằng cái cầu thang á, là bằng cái xi măng cũng dễ đi lắm, không đến nỗi là khó đi. Mọi người á, lên trên cao hơi sợ chứ. Cảm giác cũng hơi bị chóng mặt một chút nữa. Lên cao dần là mình cảm giác cũng hơi bị nhức đầu á mọi người. Kiểu chóng mặt á, nó sẽ sợ một chút. Cuối cùng mọi người ơi, cuối cùng mình cũng lên tới đây rồi. Khá là mệt mọi người, không phải là mệt lắm nhưng mà cảm giác sợ, tại vì mình bị chứng sợ độ cao á. Đó là đi cái kẹo dép nó cứ trông trên mình thấy nó hơi sợ. Bây giờ mình phải đi lên trên nữa nè mọi người. Mình muốn lên mình coi trên á. Ra ngoài cửa kính mình phải leo lên cái bậc thang này nữa.
Bậc thang này khá trơn mọi người, không phải đi phải cẩn thận á. Vì ngoài trời bữa nay cũng khá lạnh á. Bữa nay lạnh hôm qua mà lại có kiểu mưa phùn mà dạng mưa tuyết á. Nên đi cũng hơi trơn. Cái nhà thờ này có tổng cộng là 11 tháp chuông nha. Nhưng mà trong số 11 tháp chuông này á là chỉ có 4 cái là còn là từ ngày xưa là còn lại thôi. Tháp chuông vĩ đại mọi người ha. Đi xuống nha mọi người. À, chỗ này cũng có một cái chuông lớn này, xung quanh thì có những cái chuông khác. Nhưng mà nó có kích cỡ khác nhau nè, chỗ này lớn. Nhưng là nhỏ hơn, chỗ này nó đâu nhỏ dần. Cuối cùng thì mình cũng xuống tới thì okay. Cảm giác giống như là đi mãi mà không bao giờ tới được luôn á. Giờ mình đang ngoài nha, bây giờ mình ngay sau đây là chính là một cái chợ Giáng sinh nữa, là cái chợ ngày hôm qua mình nghe nhạc á mọi người. Bây giờ mình sẽ ra đó mình khám phá chợ ha. Bây giờ mình hiện tại em đang đứng trước cổng đó mọi người. Bây giờ mình vô trong mình khám phá nha, vô trong có gì vui vui hay hay để phim nha mọi người. Chợ này thì cũng cơ bản là họ cũng bán những cái món đồ ăn rồi, cái đồ trang trí hoặc là những cái đồ vật dụng á, giống như hôm qua mình đi cái chợ kia á, cũng giống vậy đó.
Ở đây mọi người có thể chụp hình, mọi người có chụp hình có thể lấy hình ngay luôn. Jingle them bells and frolic, oh by gosh, some stolly. Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. Same procedure every year, I just can't get enough. Bây giờ mình thấy tiệm này đang là bán phô mai với là rượu rồi mọi người. Phô mai anh ấy bán mì á. Mọi người cái này ban ngày ban đêm mình thấy đều là đông giống như nhau hết. Đông lắm đó mọi người, mọi người nhìn này, rất là xôn cậu luôn. À, đó là chính là cái thông mà tối hôm qua mà mình mới đi coi, mình đi coi cái nhạc buổi tối mọi người, đó chính là chỗ đó. Hello. Hello. You see me? Yeah, one please, yeah. One here from this? From this side of the world. What a different bit. With the menu of life. Oh, yeah, thank you. Right. Thank you so much. Yeah. Ôi nóng lắm, phải ăn gấp mọi người, nóng lắm. Ngon mọi người. Nên kiểu gì là khoai tây á. Mà khoai tây nghiền xong rồi họ kiểu mà nấu với lại gọi là gì, xào với lại rau cải, muối chua á, rất là ngon. Dạ. Yeah. Hello. Yeah, may I have one please? Yeah. 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 Which topping do you prefer? Tzatziki or sour cream? And this one is the herb. Herb, yeah, yeah, please, yeah. And on the top of the... Yeah, please, yeah. Yeah. Nice. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah. Bỏ em, bỏ trang em ăn được. Hello. Cái này là khoai tây nghiền nữa mọi người. Khoai tây nghiền xong rồi là xào với lại rau bắp cải muối chua. Ăn với nước sốt và một ít ngò nữa. Thử nha mọi người. Xin mời mọi người. Cái này là ngò, kiểu mà ngò tây ấy mọi người. Nó lại lại hay hay mọi người. Nước sốt này mọi người có thể chọn là có ba loại.
Thì cái loại mình chọn là loại da ua. Nóng ăn ngon mọi người. Rồi mình nóng mà mình sáng ra đói bụng nữa. Mình mới xin thử một cái nước sốt khác á để coi cái vị nó ra làm sao á. Nó ngon mọi người. Hai nước sốt đều chua, một cái nước sốt này thì họ có thêm cái rau mùi tây vô nữa. Ngon mọi người, rất là bắt. Em cá hồi mọi người, cá hồi nướng nè. Chắc là cá hồi xông khói. Wow, nhìn hấp dẫn quá ha. Hiện tại giờ mình mới vòng lại nhà ga trung tâm á mọi người. Ở nhà trung tâm này á nó có nhiều cái tiện lợi lắm nha. Có đồ ăn, có nhà hàng, có siêu thị, có mua bán này, có nếu mà mọi người có hành lý mà muốn gửi á, có thể gửi ở bên kia, nhưng mà hiện tại giờ đang mùa dịch đang cao điểm á nên là hiện tại cái chỗ đó họ đóng á. Hoặc là mình có thể gửi những cái locket này cũng được nè. Đó, mình có thể tự gửi tự thanh toán luôn. Đó, mình bỏ nó có cái ngăn mình bỏ vô mình thanh toán á. Thanh toán xong rồi đầu nó đóng lại. Mình có cái phiếu đó, lúc nào mình cầm mình vòng lại mình trả cái phiếu rồi mình lấy cái đồ của mình ra thôi. Cũng tiện lắm mọi người, mình có thể thanh toán bằng tiền mặt nè.
là có thể thanh toán bằng thẻ luôn. Nếu mà tiền mặt của mình mà không có tiền, mà không có tiền lẻ, không có cái máy ấy, bên cạnh cái máy thanh toán tiền ấy, mình có thể đổi tiền từ tiền lớn tiền nhỏ cũng được nữa. Đây là một trong những cái máy đổi tiền nè mọi người. Đây, nếu mà mình có tiền đó, mình có tiền lớn mình muốn đổi qua này đã cũng có đổi được luôn. Còn đây là máy đó, mình có thể gửi hành lý mình cũng này, automatic gửi hành lý nè. Đó, họ có nhiều thứ tiếng mình có thể chọn nha. Rồi mình thanh toán thì kia rồi xong rồi đó, thanh toán bằng thẻ hoặc là bằng tiền giấy cũng được nè. Rồi họ trả tiền lại cho mình nè. Mình bỏ cái hành lý của mình vô đây. Dễ lắm mọi người, mà tiện lắm. Mình đang đứng ở nhà ga trung tâm của thành phố Cologne nha. Bây giờ đang chuẩn bị là di chuyển qua thành phố khác, là đó là thành phố Düsseldorf. Thì thành phố này là hai cái thành phố nằm gần nhau. Nếu mà đi tàu thì tàu chạy khoảng chừng 20 phút nên là mình đã tới Cologne rồi, thì mình tiện thể mình sẽ ghé qua Düsseldorf chơi luôn nha mọi người. Hẹn gặp mọi người chút xíu nữa nha. Mình cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho video này nhé. Mong mọi người sẽ có một mùa Giáng sinh an lành và năm mới sắp đến được bình an hơn năm cũ. Nếu mọi người thấy thích video này thì có thể bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau nhé.